Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Thị trường Nông sản. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được gần 90.000 tấn quế với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 260 triệu đô la Mỹ, tăng 14,6% về lượng, thế nhưng giảm 10,7% về giá trị so với năm 2022. Việt Nam là nước đứng thứ 3 trên thế giới về sản lượng quế, chiếm 17% và là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới. Thay vì tập trung vào sản lượng, thời gian qua, các doanh nghiệp trong nước đã xây dựng nhà máy chế biến quế hiện đại liên kết với người nông dân để hình thành vùng trồng quế hữu cơ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu khó tính. Đây là những tín hiệu cho thấy ngành quế có những bứt phá để chinh phục thị trường xuất khẩu. Những triển vọng cũng như là thách thức của ngành quế năm 2024 sẽ được chúng tôi gửi đến trong bản tin Thị trường Nông sản hôm nay. Và trước khi bước vào thông tin chính, xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua phần tin tức nông sản đáng chú ý. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, do thời tiết không thuận lợi, dự kiến sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh giảm mạnh, xuống còn khoảng 100.000 tấn, bằng khoảng 50% so với sản lượng của năm 2023. Nhằm tối ưu lợi nhuận mùa vụ, giảm thiểu thiệt hại cho bà con, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch tăng cường sản xuất theo hướng Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, có chất lượng cao, tập trung nâng cao chất lượng quả vải để bù lại thiệt hại do giảm năng suất, điều chỉnh vùng trồng phục vụ thị trường xuất khẩu, kết nối các chuỗi tiêu thụ nông sản để tối ưu tiêu thụ, lựa chọn thị trường, chú trọng các thị trường xuất khẩu mang lại giá trị cao. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, những ngày này, bà con nông dân ở huyện Cù Lao Dung rất phấn khởi vì vụ mía vừa được mùa vừa trúng giá. Ngay từ sau Tết âm lịch, các vùng trồng mía trên địa bàn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã rộ vụ thu hoạch mía. Vụ mía năm nay, nhà máy hiện đang thu mua ở mức 1.300 đồng 1 kg mía sạch tại ruộng, tăng hơn so với năm trước từ 500 đồng 1 kg trở lên. Huyện Cù Lao Dung hiện có gần 3.000 hecta sản xuất mía, tập trung nhiều tại xã Đại Ân 1, năng suất bình quân 120 tấn 1 hecta, cao hơn nhiều so với các năm trước. Theo tính toán, sau khi trừ hết các khoản chi phí, người trồng mía địa phương lãi khoảng 50 triệu đồng 1 hecta. Tiếp tục chương trình là nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính đến hết tháng 2 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 10.500 tấn quế sang các thị trường với tổng kim ngạch xuất khẩu quế đạt 30 triệu đô la Mỹ. Còn trong năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 90.000 tấn quế với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 260 triệu đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu quế Việt Nam đứng đầu thế giới, song ngành quế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như là chưa có định hướng chiến lược phát triển bền vững ở cấp quốc gia, tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, nguồn cây giống chất lượng còn bỏ ngỏ. Để hiểu rõ hơn về ngành quế Việt, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam VPSA, năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được gần 90.000 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 260 triệu đô la Mỹ, tăng 14,6% về lượng nhưng giảm 10,7% về giá trị so với năm 2022. Giá bình quân xuất khẩu quế trong năm 2023 đạt gần 3.000 đô la Mỹ một tấn, giảm 22,1% so với năm ngoái. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của quế Việt Nam, chiếm 42,6%, đạt trên 38.000 tấn, tăng 14% so với năm trước. Tiếp theo là các thị trường Hoa Kỳ chiếm 11,4%, đạt trên 10.000 tấn, tăng 7%. Bangladesh chiếm 6,2%, đạt trên 5.500 tấn, tăng 32,1%. Tính đến hết tháng 2 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 10.400 tấn quế sang các thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu quế đạt 30 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm nhẹ 0,8%, đạt 1.274 tấn. Xuất khẩu sang thị trường châu Âu tăng 12,7%, đạt 1.235 tấn. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, thị trường quế đầu năm đã nhận được những phản hồi tốt. Và năm 2024 thì sẽ là một năm tiếp tục khó khăn. Nhưng mà từ đầu năm đến bây giờ thì chúng tôi thấy rằng cái tín hiệu của thị trường nó tốt hơn rất là nhiều. Chúng tôi vừa kết thúc một cái chuyến công tác tại hội chợ BioFact ở Đức. Đây là hội chợ hữu cơ lớn nhất thế giới. Tất cả những cái nhà buôn sản phẩm hữu cơ đều về tham dự ở đây. Và sau đó thì chúng tôi cũng ký được rất là nhiều hợp đồng. Nên đây là một cái tín hiệu tốt và chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có những cái sự tăng trưởng hơn nữa trong những năm tiếp theo. Dù đạt được con số xuất khẩu ấn tượng, nhưng theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam,
việc hướng ngành quế đến những thị trường xuất khẩu khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ vẫn còn nhiều thách thức, đơn cử như việc tổ chức liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu với người trồng quế còn chưa phát triển đã dẫn đến hệ lụy như chất lượng cây giống kém, tồn dư hóa chất thuốc bảo vệ thực vật trong cây quế. Chi phí chứng nhận, các cái chi phí kiểm tra rồi trước chi phí gia hạn cái chứng nhận đó hàng năm đều phải do doanh nghiệp tư bỏ ra. Cái việc này thực ra là không phải làm organic là một cái gì nó quá khó. Thế nhưng mà organic xong rồi thì chúng ta phải bán được cái organic đấy nó một cách nó hợp lý để nó đem lại cái lợi ích cho bà con một cách xứng đáng. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, hiện nước ta có hơn 600 công ty hoạt động trong lĩnh vực gia vị, bao gồm cả quế hồi. Tuy nhiên, các công ty chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực thương mại, ít quan tâm đến xây dựng chuỗi liên kết với người nông dân trồng nguyên liệu. Với đặc thù của ngành quế, các đơn vị chủ yếu hoạt động theo mô hình gia đình, sản xuất nhỏ, nguồn lực tài chính cũng như khoa học công nghệ hạn chế. Do đó, dù được đánh giá là cây có giá trị kinh tế cao, song để đạt được những con số ấn tượng về giá trị sản xuất, ngành quế còn nhiều việc cần phải thực hiện. Phải có sự phối hợp từ chính phủ, các cơ quan ban ngành, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Tức là chúng ta phải là những mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau. Ví dụ như chính phủ thì có những chính sách hỗ trợ về chính sách, về nguồn lực. Các nhà khoa học thì từ những chính sách hỗ trợ đấy phải tập trung nghiên cứu cho ngành quế, nghiên cứu sâu hơn cho ngành quế để đưa ra cái kết luận nó có tính khả quan hơn và nó chính xác hơn. Thì từ cái kết luận đó, người dân và doanh nghiệp sẽ bắt tay vào để xây dựng một cái vùng trồng đạt tiêu chuẩn hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn để mà giữ được cái chất lượng cao cho ngành quế và cạnh tranh được với thị trường quốc tế. Nhiều phân tích đến từ các chuyên gia ngành gia vị cho thấy, trong vòng 10 năm tới, thị trường gia vị organic thế giới sẽ tăng trưởng ít nhất 4,6% mỗi năm và đạt tổng giá trị 15 tỷ đô la Mỹ. Riêng thị trường quế, từ nay tới năm 2025, trung bình tăng trưởng mỗi năm sẽ là 14%. Việc xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức hợp tác xã là điều hết sức cấp thiết để quản lý ngành hàng một cách bền vững. Thưa quý vị, tiếp cận các thị trường dễ tính để chạy theo số lượng đơn hàng thay vì chú trọng vào chất lượng, đó là câu chuyện của 10 năm về trước ở các doanh nghiệp xuất khẩu quế. Đến nay, tư duy này đã được thay đổi khi mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các nhà máy chế biến hiện đại, liên kết với nông dân xây dựng vùng trồng quế hữu cơ để xuất khẩu sang các thị trường khó tính, nâng cao giá trị sản phẩm cây quế của Việt Nam trên thị trường. Tư duy trồng quế hữu cơ đã góp phần thay da đổi thịt ở những vùng trồng quế ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Gia đình bà Hoàng Thị Duyên ở xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang sở hữu 6 hectare trồng quế hữu cơ. Nhờ trồng quế hữu cơ, bà Duyên luôn được các doanh nghiệp thu mua cao hơn thị trường từ 5 đến 10%. Ở Yên Bái người ta có trồng quế rồi, thì mình có nguồn thu người ta thế thì mình cứ đi xin cây về trồng trước. Và cứ dần dần ra phát triển thì bây giờ mới đồng loạt là trồng quế tất. Và còn trước cũng làm ruộng thôi, thì lác đác vài nhà trồng trước thôi. Vâng, đấy cái thu nhập cao này bây giờ thứ nhất, thứ hai nữa bây giờ có những cái xưởng quế này, xưởng lá này với là những cái người mua gom cái vỏ quế này đấy thì mới phát triển ra nhiều. Hiện toàn tỉnh Lào Cai có trên 57.000 hectare quế và là địa phương có vùng nguyên liệu quế đứng thứ hai toàn quốc chỉ sau tỉnh Yên Bái. Hiện nay, Lào Cai đã có trên 3.600 hectare quế được chứng nhận hữu cơ và diện tích quế hữu cơ đang tiếp tục mở rộng. Huyện Văn Bàn hay Bảo Yên đang được xem là điểm sáng trong phát triển kinh tế từ cây quế hữu cơ để các địa phương trong tỉnh học tập thông qua mô hình liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cây quế trồng theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn hữu cơ là một cái hướng đi rất tốt, đảm bảo về môi trường cũng như là bền vững về hàng hóa, chất lượng của cây quế và từ đó có thể khai thác và đưa cây quế phát triển thành những hàng hóa và cây trồng có thế mạnh bền vững, phát triển kinh tế cho địa phương và nhân dân lâu dài. Là đơn vị xuất khẩu quế hàng đầu tại Việt Nam, doanh nghiệp này cũng đã liên kết với người dân ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai để xây dựng vùng trồng quế hữu cơ, nhà máy chế biến quế đạt chuẩn. Doanh nghiệp này đã vào được các thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ, đồng thời luôn giữ được thị phần ở các thị trường này và gia tăng giá trị cho người trồng quế trong nước. Khi mà làm hữu cơ ấy, thì chúng tôi có một cái gọi là một cái giá trị tạo ra gia tăng hơn cho bà con nông dân. Và đó là cái tác động của chúng tôi là chúng tôi luôn cam kết thu mua cao hơn so với giá của thị trường. Ít nhất là từ 5 đến 10%. Ví dụ như là khi mà giá của thị trường có giảm xuống 27.000 thì chúng tôi sẽ mua 27.000 đấy cộng với 5 đến 10%
Và cái 5-10% đấy là phần cao hơn để chúng tôi giúp cho người dân của chúng tôi có cái thu nhập cao hơn, có cuộc sống tốt hơn khi mà họ trở thành thành viên trong cái chuỗi giá trị của công ty. Hiện tại, doanh nghiệp xây dựng cả hai kênh bán hàng B2B và B2C tới các nhà phân phối và người tiêu dùng trực tiếp. Đồng thời, đơn vị cũng đang triển khai việc ứng dụng công nghệ trong lấy tinh chất từ tinh dầu quế để làm dược liệu. Đây là hướng đi hiệu quả, cho thấy những bước đi vững chãi của ngành hàng quế trên thị trường. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về nhu cầu mua và bán nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, cacao là mặt hàng đang chứng kiến mức tăng khủng khiếp khi từng vượt ngưỡng 10.000 đô la Mỹ một tấn. Theo Reuters, giá cacao nguyên liệu chính để sản xuất sô cô la tiếp tục tăng vọt và vượt qua mức 9.000 đô la Mỹ một tấn trong những ngày gần đây. Nguồn cung đang ngày càng trở nên khan hiếm, khiến các nhà sản xuất sô cô la ngày càng lùng mua mặt hàng này dù giá khá cao. Tại Việt Nam, nước ta cũng may mắn trồng được loại cây này với diện tích dao động hơn 5.000 hecta. Cacao hiện được trồng rộng rãi ở nhiều nơi, trong đó Đắk Lắk được đánh giá là có điều kiện lý tưởng nhất cho phát triển giống cây này và được trồng nhiều tại các huyện Eak, Krông Anna, Ehleu, Krông Park. Cacao được trồng ở Việt Nam là loại giống lọt top 10% loại hạt hương vị toàn thế giới. Và đó là lý do cacao Việt Nam được nhiều thị trường ưa chuộng. Giống cacao được trồng ở Việt Nam là giống Lai Trinitario, giống có chất lượng cao nằm trong top 10% loài hạt hương vị trên toàn thế giới. Mặc dù hiện tại Việt Nam chỉ chiếm 0,1% sản lượng cacao trên toàn thế giới, nhưng hạt cacao của Việt Nam lại được thế giới đánh giá cao bởi hương vị độc đáo, rất khác biệt với hạt cacao được trồng ở châu Phi. Tháng 10 năm 2023, tại cuộc thi Salon du Chocolat tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp, hạt cacao Việt Nam đã được bình chọn là hạt cacao tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương. Tổ chức cacao thế giới ICCO đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước sản xuất cacao hương vị tốt hàng đầu thế giới. Giá cacao đã vượt ngưỡng 10.000 đô la Mỹ. Để so sánh, một tấn cacao hiện nay hơn 9.000 đô la Mỹ một tấn, có giá hơn 4 lượng vàng. Cộng lại khi giá vàng thế giới hiện nay giao dịch quanh ngưỡng 2.170 đô la Mỹ một ounce. Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc cho biết, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ tăng cường giám sát ớt và sản phẩm từ ớt nhập khẩu vào nước này. Trong đó, Việt Nam là thị trường nhập khẩu chính của Hàn Quốc và Đài Loan, đặc biệt trước những thông báo các lô ớt vào những thị trường này không tuân thủ các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật. Cụ thể, để trái ớt có thể vào được thị trường Hàn Quốc, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc sẽ kiểm tra ớt cay với 7 hạng mục kiểm tra là 7 loại thuốc chứa sâu: dinicolazone, tonfenpirat, chisaclazone, bermethrin, dimethoate, isoprothiolen, metaminostrobin. Ngoài ra, cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh Hàn Quốc có ý định nhập khẩu thực phẩm theo lệnh kiểm tra phải nộp báo cáo thử nghiệm do các phòng thí nghiệm được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc phê duyệt cấp khi khai báo nhập khẩu. Việt Nam là một trong những nước sản xuất tôm lớn nhất và nằm trong top 4 thế giới về xuất khẩu cùng với các nước Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Các chuyên gia thủy sản cho rằng xuất khẩu tôm sẽ khởi sắc khi mà Trung Quốc và Mỹ, hai thị trường chính của mặt hàng này, liên tục tăng mua. Theo thống kê của Viện Thủy sản Quốc gia Mỹ, tôm là loại hải sản được ưa thích nhất trong thực đơn của người tiêu dùng ở quốc gia này. Hàng năm, mỗi người dân Mỹ sẽ tiêu thụ trung bình khoảng 2 kg tôm. Tôm Việt được ưa chuộng bởi độ dai ngon, ngọt thịt. Bên cạnh Mỹ, Trung Quốc cũng đang tăng mua tôm Việt trở lại. Xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu tôm 2 tháng đầu năm đạt 425 triệu đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Mỹ lần lượt tăng 143% và 26%. Cụ thể, tôm sang Mỹ trong 2 tháng đầu năm đạt 72 triệu đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng đột biến, khi tháng 2 tăng 76%, đạt 39 triệu đô la Mỹ. Đây là thị trường duy nhất trong số các quốc gia nhập tôm ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 2. Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này ghi nhận tăng 143%, đạt hơn 81 triệu đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thị trường Nông sản ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. We'll be right back.